Em chào các anh, các chị, chào toàn thể các bạn nhé. Em vừa mới ra thăm cành chiết hôm nay. Thì em lại được tiếp tục cắt một đoạn chiết mới nha. Hôm nay có test này. Một cái giống hồng bụi đỏ nhá, rất là dễ chăm. Có Suhirarat này, Sóc Iati này, The Pot White vàng. Hôm nay em có rất nhiều nha, khoảng 50 cành. Và La Phong cũng vậy. La Phong 30 ạ. Evian Mai Đen này, Yvette Winsela này, và Juliet nhé. Các anh các chị ai sưu tầm thì nhanh tay ebook ngay cho em số điện thoại, địa chỉ và tên người nhận hàng để em gửi hàng cho nhanh và các anh các chị nhận hàng được sớm nhất nhé. Evian Mai Đen này, đây là cái luống La Phong mà nhà em đang chiết cành nhé. Lần này sẽ cho mọi người sưu tầm cành chiết của La Phong rất chi là nhiều. Các anh các chị nếu mà lần này không kịp để trồng hoặc là kịp để nhận được cành chiết thì có thể để đợt sau nhá. Vì đợt này nhà em chiết rất chi là nhiều, yên tâm là sẽ có rất chi là nhiều hàng để mọi người sưu tầm. Thế à? Em sẽ cắt cành chiết từ giờ đến hết tháng 2 nha các anh các chị nhá. Cái thời điểm mùa xuân là trồng cây rất chi là đẹp. Nên là ai mà muốn trồng hoa hồng thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để trồng nhá. Vì khi trồng từ bây giờ này ra riêng là được cả một cái mùa xuân đấy. Nó lên phát triển rất là mạnh mẽ. Thì đến khi mùa hè lên là nó sẽ chống chịu được cái nắng nóng của mùa hè nhá. Còn mọi người cứ trồng cành chiết vào mùa hè này, nhà em cũng không hay bán cành chiết vào mùa hè đâu. Đây, cành. Cành chiết La Phong đây. Được 30 cành thôi các anh các chị nhá, rễ rất là đẹp. Video ngắn vừa rồi thì em vừa mới giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn mẫu cành chiết nhà em hôm nay cắt nhé. Mọi người lấy cành chiết cũng có thể là kết hợp với lấy 4 cân phân với giá 140.000 đồng để được miễn ship. Cho cành chiết vào đấy thật tính thêm tiền thôi nhé, không tính phí ship nữa. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video ngắn lần sau. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn hoa hồng Nhung và cây giống hoa hồng nhé.